Xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình đã vào trong vườn và sau một thời gian rất dài mình bỏ bê mảnh vườn nhỏ, cỏ đã mọc rất là nhiều rồi các bạn ạ. Đấy, hôm nay thì mình tranh thủ ngày nghỉ ấy, mình vào trong vườn để mình cuốc cuốc đất các bạn ạ. Đây mình quay cho các bạn xem, mình đã cuốc được 3 luống đất rồi. Mình vào hôm nay rất là muộn, 5 rưỡi chiều ấy, trời gần sẩm sẩm tối thì mình mới có thời gian để vào vườn các bạn nha. Bởi vì ban ngày mình phải đi làm ấy các bạn. Ban ngày mình phải đi làm rất là bận, công việc rất là bận mà mình không, gần như là không thu xếp được thời gian để mình vào vườn. Vườn, mảnh vườn này cách nhà mình 4 km các bạn ạ. Cho nên là để mà vào được, chăm sóc được nó thì mình chỉ có thể trông chờ vào những ngày cuối tuần thôi. Đấy, mình vừa mới cuốc được xong cái mảnh vườn này đây các bạn. Đất thì khá là cằn cỗi và mình đã phải cải tạo rất là nhiều mới được như thế này các bạn ạ. Ngày mai là chủ nhật thì mình sẽ cố gắng thu xếp vào để mình mang thêm chấu và phân bón vào để mình trộn đất và mình phơi trồng đất chuẩn bị cho vụ trồng cây mùa vụ đông các bạn ạ. Ba luống này thì mình dự định sẽ ươm các cái cây 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 củ cải và rau bắp cải để cho vụ đông ấy các bạn. Đây mình khoe với các bạn cái dàn cây này này. Cái dàn cây nhà mình nó đã bị sập từ cái đợt bão lần trước đấy các bạn. Nhưng mà mình vẫn chưa có thời gian để mình vào mình chống lại, mình làm lại. Cho nên là hiện tại nó cứ siêu vẹo như thế này các bạn nha. Mình có thấy cây mướp của mình nó đã lên được mấy quả rồi. Nó có được mấy quả thì mình vào mình vặt ngay đây, một quả này. Một quả này các bạn này. Đấy, một quả mướp này. Đây một quả nữa mình nhìn thấy ở đằng kia này. Đây đây đúng rồi, đây rồi. Đây một quả mướp đây, lát nữa mình sẽ vặt cái quả mướp to này vào trong vườn để vào nhà để xào với lòng gà ăn buổi chiều nay các bạn nha. Đấy. Đây, cỏ thì mọc tùm lên rồi, chẳng mấy mà cao hơn đầu người. Chỉ có 2 tuần mình không có thời gian để vào vườn nên cho nên là đây cỏ mọc lên ở đây là cây quả mướp của mình đây các bạn nha. Đấy, cỏ mọc này kinh khủng luôn các bạn ạ. Đấy, nó át hết rau của mình rồi và sắp tới thì mình sẽ phải rất là bận rộn để nhổ cỏ các bạn ạ. Đấy, phía bên ngoài đây thì mình vừa mới cuốc được 3 cái luống này đây các bạn. Đấy, mình cuốc được 2 luống với một nửa cái luống bên kia nữa. Đấy, mình cho các bạn xem quang cảnh của vườn rau nhà mình ngày hôm nay. Cỏ mọc tốt luôn. Đấy, thời gian của mình không có cho nên là mình không thể nào mà mình chăm sóc một cách tỉ mỉ được các bạn ạ. Để mình đi làm rất là bận ấy, cho nên là mình không có thời gian. Đây là cái vườn rau cải tỉa đây các bạn. Luống rau cải tỉa giống ấy mình ươm đấy. Mình ươm để mình định đánh ra mình trồng tỉa ra để mình trồng thưa ra để lấy rau ăn dài ngày ấy. Nhưng mà hiện tại chưa có thời gian các bạn ạ. Còn bên này là rau cải ngọt. Rau cải ngọt thì mình ươm đúng vào cái lúc mà trước cái vụ mưa bão ấy các bạn. Đấy vừa rồi sau khi mình gieo hạt thì nó dính phải mấy cái trận mưa rất là to. Nên là hạt nó xô lại với nhau. Và mình cứ nghĩ rằng là không lên được cơ, nhưng cuối cùng là cây vẫn lên đây các bạn này. Đấy, cả rau cải tỉa và rau cải ngọt nhà mình đây các bạn nha. Cũng an ủi cho mình một tí là nó còn còn sống sót được một số cây. Đấy. Đất do trời nó mưa đấy các bạn, nó trôi sát vào nhau ấy cho nên là vườn này nó cái lượng hạt giống ấy nó xô vào nhau ấy cho nên thành ra là cái cây nó gieo nó chỗ dày chỗ mỏng mà chỗ lại chả có cây được các bạn ạ. Đấy khổ lắm. Ở trong này mình có trông được đâu, nhà mình cách xa cái vườn mà cho nên là mình không có thời gian để mình vào ấy, mình vào mình trông nom ấy, chỉ có cuối tuần mình mới vào thôi và nó được cây nào thì ăn cây đấy thôi các bạn ạ. Đấy, nhưng mà an ủi là cái rau giống này nhà mình cũng khá là tốt. Bên này thì là mình vừa mới cuốc lại đất đấy các bạn. Và mình đánh tỉa những cái cây rau cải tỉa xanh ấy, rau cải bẹ xanh, cải lá xanh ấy. Mình trồng thưa ra đây để mình cho cây nó phát triển tốt hơn ấy, nó ra những cái cây lớn hơn các bạn ạ. Đấy, bên này cũng là rau cải ngọt nhà mình đây các bạn này. Đấy, bên này là rau cải ngọt nhưng mình không đánh ra nữa. Mình mấy hôm nữa mình sẽ nhổ tỉa ăn dần thôi. Bởi vì mùa này cũng không phải là mùa của nó cho nên là nó cũng cây nó không được tốt lắm. Bên này thì cải bẹ xanh các bạn ạ. Cải bẹ xanh nhà mình đây. Đấy các bạn xem, mà vừa ấy mình nhổ một ít thì mình đánh sang mình trồng sang bên kia các bạn nha. Cho nên là hiện tại thì cái cải bẹ xanh này của nhà mình ấy, các bạn nhìn xem này, lá rất là mượt, rất là xanh. Đấy, rất là tốt. Mình bón rất là nhiều phân gà vào đây các bạn ạ. Mình bón phân gà ủ mục của nhà mình ấy. Cho nên là đất của nhà mình cái chỗ đoạn này ấy, mình cũng chăm sóc cẩn thận rồi cho nên là cũng khá là ok. Mình hy vọng là cây cải bẹ nhà mình sẽ lên xanh tốt các bạn ạ. Đấy.
mình có mấy luống rau thì mình trồng có xen kẽ thêm một ít rau ngải cứu này các bạn này. Đấy, rau cải cứu có xen lẫn với cải địa xanh này các bạn. Cái rau ngải cứu này thì rất là dễ lên ấy. Mình cho ăn ké phân của rau cải thôi, nhưng mà cứ một tuần là mình có thể cắt được một bữa hầm các bạn ạ. Hầm gà. Nhà mình sẵn gà cho nên là mình thích trồng ngải cứu để mình hầm gà các bạn ạ. Đấy, còn bên này thì mình có mấy cái cây rau cây 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 bí ngòi ấy các bạn, cây bí ngòi. Thế còn bên này là mình cây trồng mấy cây mấy một ít rau ngải cứu nữa. Đấy, nó lan ra cũng khá là nhiều rồi. Mình không có thời gian để chăm cho nên là cỏ nó mọc tùm luôn các bạn ạ. Nhiều lúc cỏ nó mọc chen hơn cả rau. Đấy, mình cứ thỉnh thoảng mình cũng có thời gian vào thôi. Cho nên là rau vườn nó không được đẹp lắm ấy. Đấy, trời thì tối rồi các bạn nhìn xem, trời tối rồi đấy. Cho nên là cái vườn rau của mình nó cũng tối thui rồi các bạn ạ. Bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi. Đấy, ngày hôm nay mình vào từ lúc 5 rưỡi và mình chỉ cuốc được có 3 luống đất. Cộng với lại trồng được một luống rau. Thế là đã 7 giờ tối rồi các bạn ạ. Đây cái luống hành đây mình chỉ tranh thủ quay với các bạn xem một tí thôi. Đây là hành lá nhà mình các bạn nha. Đấy, mình mới trồng được 2 tuần thôi. Hơn một tuần ấy, mình mới trồng được hơn một tuần, tầm 10 ngày thôi. Đấy, nó vẫn còn thưa cây lắm. Nó chưa đẻ được nhiều nhánh. Trồng xong dính mưa mà, dính mưa liên tục luôn, hạ long mưa liên tục. Cho nên là cây nó bị trôi hết cả cái hoa màu phân bón đi các bạn ạ. Cho nên là nó không được tốt lắm. Đấy, hành đây. Xung quanh hành mình có trồng những cái xen lẫn các loại rau khác nữa. Nhưng mà nó không 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 tốt lắm các bạn ạ. Đấy, đây bên bên luống bên này thì mình có trồng, mình mới trồng được 2 tuần là mình trồng cái cây cây bầu các bạn, cây bầu sao ấy các bạn. Cây bầu sao quả ngắn ấy. Đấy, mình trồng được 6 cây. Đấy, mình đánh bồng lên mình trồng được 6 cây các bạn nha. Đất này thì mình có chỉ có trộn với phân gà thôi, mình phân gà thì nhà mình có sẵn mà. Mình nuôi mấy chục con gà ấy chỉ để phục vụ lấy phân trồng rau thôi. Đấy, mua thì rất là tốn kém cho nên là mình tiết kiệm bằng cách trồng. Mình tiết kiệm để phân bón bằng cách là tự mình trồng thôi các bạn nha. Đấy các bạn xem. Thế còn luống bên cạnh này thì nhà mình đã cuốc sẵn rồi. Và mình đang gieo hạt, mình đang ươm hạt rau cải cả và rau mùi. Rau mùi các loại rau xà lách nữa. Đấy thì mình hiện tại mình mới ươm xong cho nên là chưa có thật, chưa cây chưa mọc được. Mà không biết nó có mọc lên nữa hay không. Bởi vì vừa mới ươm xong thì cây thì trời trời bị mưa to mấy trận liền và cái vườn này nó bị trôi luôn hết phân bón hoa màu. Hiện tại thì vườn khá là sơ xác. Thế tuy nhiên cũng vớt vát được một ít rau cải, một ít cải bẹ xanh này, cải ngọt này. Đây các bạn xem trời đây. Trời hiện tại đang gần 7 giờ rồi. Gần 7 giờ mà tối đen rồi. Đấy, mình chuẩn bị phải tắt tắt clip đi để về nhà thôi các bạn ạ. Trời tối lắm rồi, bây giờ mình phải chuẩn bị về nên mình sẽ nhổ một ít rau cải để về nấu canh cho buổi tối hôm nay các bạn nha. Đấy, các bạn xem kênh thì nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để khi mình ra các clip mới thì các bạn sẽ biết và ủng hộ mình nha các bạn. Đấy, chúc các bạn có một buổi tối ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhà mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của mình nha.